Xin chào các bạn. Biển và đại dương hiện chiếm phần lớn diện tích bề mặt trái đất. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, thì biển cũng đóng vai trò chi phối thế giới trên bàn cờ chính trị. Bằng chứng là từ thời Trung Cổ cho đến nay, hầu hết các siêu cường đều là các cường quốc hàng hải, từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan cho tới Anh và Mỹ. Hiện nay Trung Quốc cũng đang tăng cường sức mạnh hải quân để vươn mình ra đại dương, và xứ tỷ dân có rất nhiều tranh chấp với các quốc gia xung quanh về vấn đề biển đảo. Trong khi đó, siêu cường số 1 thế giới là Mỹ cũng có không ít tranh chấp hàng hải. Và trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu xem xứ cờ hoa đang có tranh chấp trên biển với những nước nào nha. Chủ quyền biển đảo của Mỹ. Cho đến nay, Mỹ là một trong số những quốc gia chưa phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, nhưng Nhà Trắng vẫn áp dụng những điều khoản của Công ước này như một tiêu chuẩn để tuyên bố chủ quyền và phân định lãnh hải với các quốc gia lân cận. Chính vì vậy, vùng biển của Mỹ cũng bao gồm đầy đủ các vùng giống như các quốc gia khác. Đầu tiên là đường cơ sở thẳng. Đây là đường được xác định bởi phạm vi bờ biển của lãnh hải, được vẽ theo nguyên tắc của Công ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp, hay còn được gọi là Công ước Geneva năm 1958 và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 được Quốc hội Mỹ công nhận. Thông thường, đường cơ sở lãnh hải là đường mực nước thấp trung bình dọc theo bờ biển của nước Mỹ. Còn vùng nội thủy là vùng nước nằm ở phía trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Quốc gia ven biển có toàn quyền đối với vùng nội thủy như một phần lãnh thổ trên đất liền. Tiếp đến là vùng lãnh hải của nước Mỹ. Khu vực này được Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố vào năm 1988. Cụ thể thì lãnh hải của xứ cờ hoa sẽ kéo dài 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Tại đây thì chính quyền Washington có quyền thực hiện chủ quyền đối với lãnh hải, vùng trời phía trên, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Trong khi vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng tiếp giáp liền kề và vượt ra ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển, kéo ra biển tới 24 hải lý, khoảng 44,4 km tính từ đường cơ sở. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, quốc gia ven biển có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ cần thiết để ngăn chặn hành vi vi phạm các luật và quy định về hải quan, tài chính, nhập cư hoặc môi trường trong lãnh thổ hoặc lãnh hải của mình, đồng thời có thể trừng phạt các hành vi vi phạm. Năm 1972, Mỹ tuyên bố vùng tiếp giáp lãnh hải kéo dài từ 3 cho đến 12 hải lý ngoài khơi, khoảng từ 5,5 cho đến 22,3 km, phù hợp với Công ước Geneva năm 1958. Sau đó đến năm 1999, Tổng thống Reagan đã mở rộng lãnh hải của Mỹ lên tới 12 hải lý. Còn dưới thời Tổng thống Bill Clinton, thì ông tuyên bố một vùng tiếp giáp kéo dài từ 12 cho đến 24 hải lý ngoài khơi, khoảng 22,3 cho đến 44,5 km, phù hợp với Điều 33 của UCLOS năm 1982. Vùng đặc quyền kinh tế hay EEZ của nước này cũng được tuyên bố vào tháng 3 năm 1983. Tuyên bố này đã khẳng định EEZ của Mỹ kéo dài 200 hải lý. Cụ thể thì khu vực bờ đông, từ tiểu bang Maine cho đến tiểu bang Florida có vùng đặc quyền kinh tế rộng 915.763 km2. Tiếp theo, từ tiểu bang Florida đến tiểu bang Texas tạo nên khu vực EEZ rộng 707.832 km2. Trong khi đó thì ở bờ Tây, từ tiểu bang California đến tiểu bang Washington có vùng đặc quyền kinh tế rộng 825.549 km2. Bên cạnh đó, khu vực tiểu bang Alaska đã tạo nên vùng đặc quyền kinh tế rộng nhất của Mỹ, với diện tích lên tới 3.770.021 km2. Ngoài lãnh thổ trên đất liền thì xứ cờ hoa còn có các lãnh thổ ở các vùng biển trên thế giới. Trong đó lãnh thổ của Mỹ ở khu vực Caribe cũng có vùng đặc quyền kinh tế lên tới 211.429 km2. Trong đó của riêng Puerto Rico đã là 177.685 km2, còn quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 33.744 km2. Bên cạnh đó, Mỹ còn có các vùng lãnh thổ xa bờ ở Thái Bình Dương như là quần đảo Hawaii, quần đảo Bắc Mariana, đảo San Jose Johnston, quần đảo Howland và Baker, đảo Wake, quần đảo Samoa, quần đảo San Jose Palmyra và dạng San Jose Kingsman. Tất cả đã tạo thành vùng đặc quyền kinh tế có diện tích lên tới 5.803.809 km2. Như vậy thì nước Mỹ có tổng diện tích EEZ lên tới 12.234.403 km2 và là vùng đặc quyền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Thế nhưng thực tế thì EEZ của nước này là 11.351.000 km2, đứng thứ hai thế giới sau Pháp. Đó là vì Mỹ có rất nhiều vùng biển tranh chấp, tạo nên một khu vực trồng lấn lên tới 883.403 km2. Ngoài vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nước Mỹ cũng có một vùng thềm lục địa khổng lồ. Nước Mỹ tuyên bố thềm lục địa mở rộng. Mặc dù không phê chuẩn UCLOS năm 1982, nhưng chính quyền Washington vẫn áp dụng những quy định của nó để phân định thềm lục địa. Theo Điều 76 UCLOS quy định,
thêm lục địa của quốc gia ven biển, bao gồm vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, mở rộng bên ngoài lãnh hải theo sự kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền đến mép ngoài của rìa lục địa, hoặc đến khoảng 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính lãnh hải nếu rìa lục địa không mở rộng đến khoảng cách đó. Định nghĩa này loại bỏ yếu tố khả năng khai thác và bám sát vào điều kiện tự nhiên của đáy biển. Trong mọi trường hợp, quốc gia ven biển có tối thiểu 200 hải lý, khoảng 370,4 km thềm lục địa. Nếu rìa lục địa tự nhiên vượt quá 200 hải lý, thì quốc gia ven biển có thể có thêm lục địa pháp lý rộng hơn 200 hải lý. Tuy nhiên thì thềm lục địa không được vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc 100 hải lý tính từ đường đằng sâu 2.500 m. Mới đây vào tháng 12 năm 2023, chính phủ Mỹ đã công bố về giới hạn bên ngoài thềm lục địa mở rộng của quốc gia này. Cụ thể thì phía Washington đã công bố tọa độ địa lý xác định giới hạn bên ngoài của thềm lục địa ở các khu vực cách bờ biển hơn 200 hải lý, được gọi là thềm lục địa mở rộng. Theo đó thì diện tích của ECS của Mỹ rộng tới hơn 1 triệu km2, nó trải rộng trên 7 khu vực. Trong đó, thềm lục địa mở rộng của Mỹ ở Bắc Cực nằm ở Bắc Băng Dương, phía Bắc của tiểu bang Alaska. Vùng này giáp với Canada ở phía Đông và Liên bang Nga ở phía Tây. Thềm lục địa mở rộng trong khu vực này kéo dài về phía Bắc tới khoảng cách 350 hải lý, tức là khoảng 648,2 km ở phía Đông và hơn 680 hải lý, khoảng 1.259,3 km ở phía Tây, tính từ đường cơ sở lãnh hải của Hoa Kỳ. Còn thềm lục địa mở rộng ở Đại Tây Dương nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của lục địa Mỹ. Thềm lục địa mở rộng trong khu vực này kéo dài từ 206 đến 350 hải lý, khoảng từ 381,5 cho đến 648,2 km, tính từ đường cơ sở lãnh hải của xứ Cờ Hoa. Tiếp theo là thềm lục địa mở rộng trong vùng biển Bering. Vùng này nằm ở phía bắc của Thái Bình Dương, nó kéo dài đến khoảng cách 340 hải lý, tức là 629,6 km, tính từ đường cơ sở lãnh hải của Mỹ. Còn trong vịnh Mexico có thể chia làm hai khu vực. Đầu tiên là vùng phía đông vịnh Mexico. Thềm lục địa mở rộng được Nhà Trắng xác định trong khu vực này được giới hạn bởi khoảng cách 200 hải lý, tức là 370,4 km. Tiếp đến là vùng phía tây vịnh Mexico. Thềm lục địa mở rộng trong khu vực này được giới hạn bởi khoảng cách 200 hải lý và ranh giới hàng hải Mỹ-Mexico. Vùng thứ 6 là Thái Bình Dương. Khu vực này nằm ở phía đông Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây của lục địa Mỹ. Thềm lục địa mở rộng của xứ Cờ Hoa trong khu vực này kéo dài khoảng 285 hải lý, tính từ đường cơ sở lãnh hải của quốc gia này. Còn vùng cuối cùng trong 7 khu vực của Mỹ tuyên bố thềm lục địa mở rộng là quần đảo Mariana. Khu vực này nằm ở phía tây Thái Bình Dương, bao gồm đảo Guam và khối thịnh vượng chung quần đảo Bắc Mariana. Thềm lục địa mở rộng của Mỹ trong khu vực này nằm ở phía đông bắc quần đảo Mariana, được giới hạn một phần bởi giới hạn 200 hải lý giữa Mỹ và Nhật Bản. Mặc dù hiện nay, xứ Cờ Hoa có thềm lục địa mở rộng rất lớn, nhưng nước Mỹ vẫn có không ít những tranh chấp biển đảo với các quốc gia lân cận. Trong đó nổi bật nhất là tranh chấp giữa Mỹ và Canada. Mặc dù là hai đồng minh thân cận, nhưng cả hai bên đều không chịu nhượng bộ nhau trong các vấn đề biển đảo. Đầu tiên là tranh chấp đảo Maquiasio. Hòn đảo này nằm giữa vịnh Maine và vịnh Fundy, nằm cách thị trấn Cutler của tiểu bang Maine thuộc Mỹ khoảng 16 km về phía đông nam và cách đảo Grand Manan của tỉnh New Brunswick thuộc Canada khoảng 19 km về phía tây nam. Đây là một hòn đảo đá với diện tích khoảng 8 hecta. Do là một khu vực có địa chất cằn cỗi và không có cây cối, nên hòn đảo này hầu như không có người sinh sống. Hiện ở đây chỉ có từ 1 cho đến 2 người thuộc lực lượng cảnh sát biển Canada để làm nhiệm vụ canh giữ ngọn hải đăng Maquiasio. Tranh chấp giữa Mỹ và Canada về hòn đảo cũng như vùng biển xung quanh nó bắt nguồn từ cuối cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ từ năm 1775 đến năm 1783. Sau đó Hiệp định Paris năm 1783 đã kết thúc chiến tranh và trao cho 13 thuộc địa chủ quyền đối với tất cả các hòn đảo trong phạm vi khoảng 112 km tính từ bờ biển của Mỹ, trong đó có đảo Maquiasio do nó cách bờ biển chưa đầy 16 km. Tuy nhiên hiệp ước đã miễn trừ các hòn đảo thuộc thẩm quyền của tỉnh Nova Scotia của Canada hiện nay, trong đó có Maquiasio. Cư dân duy nhất của hòn đảo là những người canh giữ ngọn hải đăng được chính phủ Canada phân công đóng quân ở đó để khẳng định lại chủ quyền của mình. Về phía Mỹ, họ đã không khẳng định yêu sách của mình đối với hòn đảo này cho đến tận năm 1971. Hiện nay tranh chấp của đảo Maquiasio rất quan trọng với cả hai bên do khu vực xung quanh nó có trữ lượng cá và tôm hùm rất lớn. Tiếp theo là tranh chấp eo biển Juan de Fuca. Đây là một eo biển dài khoảng 154 km và rộng từ 19 cho đến 40 km. Nó được xem là cửa ngõ chính nối biển Salish tới Thái Bình Dương, nằm giữa đảo Vancouver của Canada và tiểu bang Washington của Mỹ.
Eo biển Juan de Fuca được thương nhân Charles William Buckley đặt tên vào năm 1787, theo tên của nhà hàng hải Hy Lạp là Juan de Fuca, người đã lên đường để tìm kiếm eo biển Aegean huyền thoại. Hiện nay, biên giới trong eo biển đã không còn tranh chấp vì đã được phân định rõ ràng giữa Mỹ và Canada, nhưng nó lại tồn tại tranh chấp liên quan đến ranh giới phía biển kéo dài 200 hải lý, khoảng 370 km về phía tây tính từ cửa eo biển. Cả Canada và Mỹ đều đề xuất rằng ranh giới được vẽ phù hợp với khái niệm đường cách đều. Tuy nhiên, có sự bất đồng về các điểm cơ sở để vẽ nên đường biên giới, do đó đã dẫn đến việc tạo ra một khu vực tranh chấp. Ngoài ra, chính quyền tỉnh British Columbia của Canada đã bác bỏ cả hai đề xuất cách đều nhau. Thay vào đó thì họ lập luận rằng hẻm núi ngầm Juan de Fuca là ranh giới địa mạo và địa lý thích hợp bởi vì nó đánh dấu ranh giới phía bắc của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia bờ biển Olympic. Quan điểm của British Columbia dựa trên nguyên tắc kéo dài tự nhiên trong luật pháp quốc tế. Nó đặt ra một vấn đề nan giải cho chính phủ Liên bang Canada, đó là nếu chính quyền Ottawa áp dụng nguyên tắc kéo dài tự nhiên cho hẻm núi Juan de Fuca thì nó sẽ làm suy yếu lập luận của Canada trong tranh chấp đảo Maquiasio. Tranh chấp lối vào Dixon. Đây là một eo biển dài khoảng 80 km trên Thái Bình Dương tại biên giới Mỹ-Canada. Nó nằm giữa tiểu bang Alaska ở phía Bắc và tỉnh British Columbia ở phía Nam. Lối vào này tạo thành một phần ranh giới trên biển giữa Mỹ và Canada, nhưng hiện thì nó đang bị tranh chấp. Trong đó đường AB là ranh giới phía Bắc của lối vào Dixon, được phân định bởi tòa án trọng tài được thành lập theo hiệp ước ranh giới Alaska năm 1903. Ý nghĩa của đường này vẫn còn gây tranh cãi giữa Mỹ và Canada. Phía Ottawa tuyên bố đường AB là ranh giới hàng hải quốc tế, trong khi chính quyền Washington thì cho rằng mục đích của nó là để chỉ định các vùng đất thuộc về mỗi quốc gia, do đó phía Nhà Trắng không công nhận đường AB là ranh giới chính thức. Hành lang Tây Bắc. Hành lang Tây Bắc là tuyến đường biển nối Đại Tây Dương ở phía đông với Thái Bình Dương ở phía tây, đi qua vùng biển Bắc Băng Dương lạnh giá. Tuyến đường thủy rộng lớn này nằm ở lãnh thổ Nunavut và lãnh thổ Tây Bắc của Canada, nơi không có tranh chấp đất đai, nhưng mà tình trạng của các vùng nước nằm trong hành lang Tây Bắc lại là một vấn đề gây tranh cãi. Cụ thể thì Canada coi phần lớn tuyến đường thủy này là một phần lãnh hải của mình, đặc biệt là vùng biển nằm trong quần đảo Bắc Cực thuộc Canada. Tuy nhiên thì phía Mỹ lại coi đây là tuyến đường thủy quốc tế, nghĩa là nó không thuộc thẩm quyền riêng của bất kỳ một quốc gia nào, và điều này càng được củng cố hơn khi Liên minh châu Âu lên tiếng ủng hộ quan điểm của Washington. Tranh chấp hành lang Tây Bắc bắt đầu do một sự cố xảy ra vào năm 1969 khi một tàu chở dầu của Mỹ đi qua tuyến đường thủy này mà không có sự cho phép của chính quyền Canada. Để đối phó với sự việc này, xứ sở Lá Phong đã thông qua một đạo luật khẳng định quyền kiểm soát của mình đối với các quy định về môi trường trên đường thủy. Một sự cố khác đã xảy ra vào năm 1985 khi lực lượng bảo vệ bờ biển Canada cố gắng kiểm tra một con tàu của Mỹ. Đây được cho là một động thái khiến cho Nhà Trắng không hài lòng. Tuy nhiên sau đó, phía Canada đã đưa ra tuyên bố tái khẳng định quyền của mình đối với hành lang Tây Bắc. Về phía Mỹ, họ tuyên bố rằng hành lang Tây Bắc nên được chỉ định là tuyến đường thủy quốc tế để phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Sau đó phía Canada đã phản đối bằng cách sử dụng các lập luận pháp lý từ các vụ việc đã được Tòa án Công lý Quốc tế giải quyết. Chính quyền Ottawa cũng viện dẫn việc người Inuit bản địa đã sử dụng con đường Tây Bắc trong lịch sử để củng cố yêu sách của họ. Vụ tranh chấp này rất quan trọng bởi vì hành lang Tây Bắc có thể đóng vai trò là tuyến đường vận chuyển giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm băng tan chảy và việc giao thương qua Bắc Băng Dương trở nên dễ dàng hơn. Tranh chấp biển Beaufort. Biển Beaufort là một vùng biển cận biên của Bắc Băng Dương, nằm ở phía bắc của tỉnh Yukon của Canada và tiểu bang Alaska của Mỹ. Về phía tây thì vùng biển này giáp với quần đảo Bắc Cực của Canada. Biển Beaufort có diện tích bề mặt là 476.000 km2, với độ sâu trung bình là 124m và độ sâu tối đa là hơn 4.683m. Hiện nay có một tranh chấp chưa được giải quyết ở biển Beaufort. Trong khi phía Canada tuyên bố ranh giới trên biển nằm dọc theo kinh tuyến 141 về phía tây với khoảng cách 370 km dọc theo biên giới đất liền giữa tiểu bang Alaska và tỉnh Yukon, thì theo quan điểm của Mỹ cho rằng đường biên giới vuông góc với bờ biển ở khoảng cách 370 km theo một đường cách đều bờ biển. Sự khác biệt này đã tạo ra một hình nêm có diện tích khoảng 21.000 km2 được cả hai quốc gia tuyên bố chủ quyền. Sở dĩ phía Canada có lập trường như vậy là vì họ căn cứ vào hiệp ước Saint Petersburg năm 1825 giữa Vương quốc Anh và Đế quốc Nga nhằm thiết lập ranh giới giữa hai nước, mà Canada lại là quốc gia kế thừa Vương quốc Anh nên là họ có liên quan đến hiệp ước này. Cụ thể thì hiệp ước Saint Petersburg quy định đường phân giới sẽ đi theo đỉnh của các ngọn núi nằm song song với bờ biển
cho đến điểm giao nhau của kinh độ 141 Tây và cuối cùng là từ điểm giao nhau nói trên, đường kinh tuyến 141 kéo dài đến tận Đại Dương băng giá. Phía Canada khẳng định rằng hiệp ước này có thể mở rộng từ đất liền tới biển Beaufort dọc theo kinh tuyến. Đáp lại thì phía Mỹ bác bỏ yêu sách này, thay vào đó thì họ khẳng định một đường ranh giới dựa trên khoảng cách đều nhau, dù cho Mỹ đã mua lại Alaska từ Nga. Hiện nay thì cả Washington và Ottawa đều đồng ý rằng họ bị ràng buộc bởi Công ước Geneva về thềm lục địa năm 1958 và cả hai đều đồng ý rằng ranh giới phải công bằng như được xác định bởi Tòa án Công lý Quốc tế. Tranh chấp ngày càng khó phân định hơn khi họ đã phát hiện ra nguồn dầu khí ở đây. Theo Ủy ban Năng lượng Quốc gia Canada, khu vực biển Beaufort có trữ lượng khoảng 6,2 tỷ thùng dầu, bên cạnh đó là nguồn cá khổng lồ. Theo ước tính thì trữ lượng dầu khí này đủ để Canada tiêu thụ trong khoảng 20 năm. Tranh chấp giữa Mỹ và Haiti. Mỹ và Haiti có tranh chấp đảo Navassa. Hòn đảo này nằm ở phía đông bắc Jamaica, phía nam Cuba và cách thành phố Jeremiah của Haiti khoảng 74 km. Đảo Navassa có diện tích khoảng 5,4 km2, trong đó điểm cao nhất của nó là đồi Dunning, nằm cách mực nước biển 76 m. Địa hình của hòn đảo này chủ yếu là san hô và đá vôi lộ thiên. Nó cũng được bao quanh bởi những vách đá thẳng đứng cao từ 9,1 cho đến 15,2 m. Từ năm 1801 đến năm 1867, Haiti đã tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các đảo ở xung quanh, thế nhưng hòn đảo Navassa lại không được liệt kê cụ thể. Trước đó thì vào năm 1856, hòn đảo này đã được Mỹ tuyên bố chủ quyền vì trữ lượng phân chim phong phú. Quan trọng hơn là đảo Navassa khi đó không thuộc thẩm quyền hợp pháp của bất kỳ quốc gia nào, cũng như không có ai sống ở đó. Ngay sau khi Mỹ tuyên bố chủ quyền thì chính quyền Haiti đã phản đối điều này. Nhưng mà vào ngày 7 tháng 7 năm 1858, Tổng thống thứ 15 của xứ Cơ Hoa là James Buchanan đã ban hành sắc lệnh hành pháp ủng hộ yêu sách của Mỹ, đồng thời kêu gọi hành động quân sự để thực thi nó. Đảo Navassa kể từ đó được Washington chiếm đóng và duy trì ở nơi đây như một lãnh thổ chưa hợp nhất. Từ năm 1903 đến năm 1917, Navassa được quản lý bởi căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo và từ năm 1917 cho đến năm 1996, nó nằm dưới sự quản lý của cảnh sát biển Mỹ. Cho đến nay thì nơi đây vẫn do chính phủ Mỹ kiểm soát. Còn về phía Haiti thì kể từ năm 1897 cho đến nay, hiến pháp nước này vẫn duy trì yêu sách đối với hòn đảo và khẳng định rằng Navassa là một phần của Haiti liên tục kể từ năm 1801. Hiện nay thì hòn đảo đã được coi là một phần của tỉnh Grand Anse. Tranh chấp giữa Mỹ và Colombia. Bãi Bajo Nuevo là một dạng san hô vòng nằm về phía tây biển Caribe. Nó có chiều dài 26 km, rộng khoảng 9 km và nằm cách bãi Sierra Nila khoảng 110 km về phía tây. Dạng san hô này được lần đầu vẽ lại trên bản đồ của người Hà Lan vào năm 1634. Bãi Bajo Nuevo là nơi được nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền, bao gồm Colombia, Mỹ, Jamaica và Nicaragua. Trong đó thì phía Colombia tuyên bố khu vực này là một phần của quần đảo San Andres, Providencia và Santa Catalina. Các cuộc tuần tra trong khu vực được thực hiện bởi hạm đội San Andres của Hải quân Colombia. Chính quyền Bogota khẳng định rằng họ đã tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này từ năm 1886 như một phần của quần đảo San Andres và Providencia. Còn tuyên bố của Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày 22 tháng 11 năm 1869 theo các điều khoản của đạo luật quần đảo Guano hay đạo luật đảo phân chim. Nó cho phép công dân Hoa Kỳ chiếm hữu các đảo có tích trữ phân chim. Các đảo có thể là bất cứ nơi nào, miễn sao chúng không bị chiếm cứ và không nằm trong quyền pháp lý của các chính phủ khác. Dù vậy thì hầu hết các tuyên bố của chính quyền Washington trong khu vực này đã bị từ bỏ trong một hiệp ước với Colombia ký vào năm 1972. Tuy nhiên, bãi Bajo Nuevo lại không hề được đề cập trong hiệp ước và điều 7 của hiệp ước cũng tuyên bố rằng các vấn đề không được đề cập cụ thể trong hiệp ước thì hai bên sẽ không cần phải tuân theo. Cho đến nay, phía Mỹ vẫn coi bãi Bajo Nuevo là một lãnh thổ của mình. Bên cạnh bãi Bajo Nuevo thì bãi cạn Sierra Nila cũng là một vùng lãnh thổ được các quốc gia ở Tân Thế Giới đưa ra yêu sách này. Đây là một dạng san hô với các hòn đảo nhỏ không có người ở nằm về phía tây của biển Caribe. Nó cách đất liền Nicaragua khoảng 350 km về phía đông bắc, cách Jamaica khoảng 280 km về phía tây nam và cách bãi cạn Bajo Nuevo khoảng 110 km. Sierra Nila có chiều dài khoảng 40 km, rộng khoảng 32 km và có tổng diện tích khoảng 1.200 km2, nhưng hầu như bề mặt của nó nằm hoàn toàn dưới nước. Hiện nay, bãi cạn Sierra Nila được Hải quân Colombia giám sát.
Bãi cạn Sierra Nevada lần đầu tiên được hiển thị trên bản đồ Tây Ban Nha vào năm 1510 với tên gọi là Place de la Sierra Nevada. Hiện nay thì bãi cạn này là nơi yêu sách của một số quốc gia. Trong đó kể từ năm 1982 đến năm 1986, Colombia đã duy trì một thỏa thuận chính thức với Jamaica. Theo đó, chính quyền Bogota đã cấp quyền đánh cá theo quy định cho các tàu của Jamaica trong vùng lãnh hải của bãi Sierra Nevada và bãi Bajo Nuevo gần đó. Vào tháng 11 năm 1993, hai quốc gia đã nhất trí ký một hiệp ước nhằm thành lập một khu vực khai thác chung để hợp tác quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, các vùng lãnh hải xung quanh các đảo này đã bị loại khỏi vùng kiểm soát chung vì Colombia coi các khu vực này là một phần của vùng nước ven biển của mình. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3 năm 1994. Còn yêu sách của Mỹ được đưa ra vào năm 1879 theo đạo luật quần đảo Guano. Tuy nhiên thì hầu hết các yêu sách của Mỹ đưa ra đối với các đảo phân chim trong khu vực này đã bị từ bỏ từ năm 1972. Nhưng liệu bãi Sierra Nevada có được đưa vào thỏa thuận hay không thì vẫn còn đang gây tranh cãi vì trong bản hiệp ước này không có đề cập cụ thể. Và hiện nay, Mỹ coi dạng san hô này là một lãnh thổ của mình. Tranh chấp giữa Mỹ và quần đảo Marshall. Hai nước này đang tranh chấp đảo Wake, một dạng san hô vòng nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương, thuộc phần đông bắc tiểu vùng Micronesia. Hòn đảo này cách đảo Guam 2.395 km về phía đông, cách thủ phủ Honolulu của tiểu bang Hawaii khoảng 3.698 km về phía tây và cách thành phố Tokyo của Nhật Bản 3.190 km về phía đông nam. Đây là một trong những hòn đảo cô lập nhất trên thế giới, nơi gần nhất có người ở là dạng san hô Utiric thuộc quần đảo Marshall, nằm cách đó 953 km về phía đông nam. Một vài câu chuyện truyền miệng của người Marshall cho rằng họ đã đến đảo Wake, nơi mà họ gọi là Enenkio để tìm kiếm thức ăn trước khi người châu Âu tới thám hiểm vùng này. Đến năm 1568 thì hòn đảo này mới được nhà thám hiểm người Tây Ban Nha là Alvaro de Mendana de Nera phát hiện ra. Sau đó đến thế kỷ 19, các tàu của các nước phương Tây đã nhiều lần ghé đến hòn đảo này. Và đến năm 1899, nước Mỹ đã tuyên bố chủ quyền đối với đảo Wake. Sau Thế chiến thứ hai, lực lượng không quân của Mỹ tiếp quản hòn đảo này và hiện nay nó vẫn đóng vai trò là một căn cứ không quân của người Mỹ. Trung tâm hoạt động trên đảo là sân bay đảo Wake và được điều hành bởi nhóm hỗ trợ không quân 611. Hiện thì căn cứ này đóng vai trò là điểm dừng tiếp nhiên liệu cho các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, cũng như phát triển và thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa. Do căn cứ vào những câu chuyện truyền miệng về đảo Wake, nên vào năm 1973, các nhà lập pháp của quần đảo Marshall đã khẳng định Enenkio luôn là tài sản của người dân quần đảo Marshall. Năm 1990, Quốc hội Mỹ đã đề xuất đưa đảo Wake vào trong ranh giới lãnh thổ của đảo Guam. Đáp lại thì Tổng thống đầu tiên của quần đảo Marshall là ông Amata Kabua khẳng định rằng đảo Wake là một địa điểm có tầm quan trọng lớn đối với các nghi lễ truyền thống của quần đảo Marshall. Hiện nay thì Mỹ vẫn đang quản lý đảo Wake như một lãnh thổ chưa tổ chức và chưa hợp nhất. Tranh chấp giữa Mỹ và Tokelau. Đảo Swain là một đảo san hô ở quần đảo Tokelau phía nam Thái Bình Dương. Hòn đảo này là phần lãnh thổ tranh chấp giữa Tokelau và Mỹ, trong đó thì đất nước Cờ Hoa đã quản lý nó như một phần của Samoa thuộc Mỹ từ năm 1925. Hòn đảo này nằm cách đảo Fakafor khoảng 180 km về phía nam và cách đảo Savai'i khoảng 300 km về phía bắc, trong đó diện tích đất liền của nó là 2,43 km2 và tổng diện tích bao gồm cả đầm phá là khoảng 3,5 km2. Hòn đảo này được người Tây Ban Nha biết tới vào khoảng thế kỷ 17. Đến thế kỷ 19, thuyền trưởng William L. Hudson của tàu USS Peacock đã nhìn thấy nó vào ngày 1 tháng 2 năm 1841 trong chuyến thám hiểm nước Mỹ từ năm 1838 đến năm 1842. Sau đó vào năm 1925, đất nước Cờ Hoa đã sáp nhập hòn đảo này vào vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ. Đến năm 1985, Tokelau khi đó là một vùng đất thuộc New Zealand đã đòi chủ quyền thông qua hiệp ước Tokihega. Theo đó thì hai bên quy định ranh giới trên biển, đồng thời thì New Zealand khẳng định Tokelau sẽ không có bất kỳ hòn đảo nào của Samoa thuộc Mỹ. Vị trí ranh giới trên biển và bản đồ kèm theo hiệp ước cũng hàm ý sự công nhận chủ quyền của Mỹ đối với đảo Swain. Nhiều năm sau, một số người Tokelau bắt đầu bày tỏ sự tiếc nuối về việc mất Olohega, cái tên mà họ gọi đảo Swain. Họ không muốn từ bỏ bản sắc văn hóa chung vì những cư dân trên đảo Swain lại có chung một ngôn ngữ với họ, nên người Tokelau mới yêu cầu chính quyền đưa ra yêu sách đối với đảo Swain. Đặc biệt, trên lá cờ của Tokelau còn có 4 ngôi sao thuộc chóm sao Nam Thập Tự, vừa thể hiện vị trí ở Nam Bán Cầu, vừa thể hiện vùng lãnh thổ có 4 hòn đảo là Atafu, Nukunonu, Fakafor và Olohega, tên mà người Tokelau gọi đảo Swain.
Và đó là những yêu sách hàng hải của nước Mỹ hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.